Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm chiến lược và hợp tác thúc đẩy chuyển đổi năng lượng Việt Nam. Tham dự hội thảo có các diễn giả đến từ Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương, Viện Năng lượng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, GE Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Tập đoàn Năng lượng TNT cùng các doanh nghiệp khác trong ngành. Thống kê cho thấy giai đoạn 2011-2020, điện thương phẩm của Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng bình quân 9,6% một năm và dự kiến giai đoạn 2021-2030 sẽ đạt 8,52% ở kịch bản cơ sở và 9,36% ở kịch bản cao. Hệ thống điện Việt Nam có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đủ đáp ứng cho nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, để đạt các mục tiêu về phát triển kinh tế xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam đã và đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi ngành năng lượng theo tinh thần phát huy nội lực, đồng thời tăng cường sự hợp tác hỗ trợ từ các đối tác phát triển. Với vai trò là cơ quan quản lý ngành năng lượng, trong những năm qua, một mặt Bộ Công Thương đã tham mưu tư vấn xây dựng cơ chế chính sách về phát triển năng lượng, điện lực trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và ban hành, đồng thời có nhiều chỉ đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng đảm bảo năng lượng nói chung và điện năng nói riêng. Đặc biệt, trong dự thảo quy hoạch điện 8, Bộ Công Thương đã nghiên cứu phát triển hệ thống điện Việt Nam theo hướng xanh, bền vững, phù hợp với các cam kết tại COP26.